Dịch ký 1531. Hôm nay tôi thưa chuyện với Chúa Giêsu. Chúa có thấy còn đó bao nhiêu khó khăn cần phải vượt qua trước khi người ta tin chính Chúa là tác giả của công cuộc này không? Và ngay cả lúc này, đâu phải ai cũng tin vào việc ấy đâu. Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy an lòng. Không gì có thể chống lại thánh ý Cha. Mặc dù có những lời sầm sì và ác cảm của chị em, nhưng thánh ý Cha sẽ được hoàn thành nơi con với tất cả sự viên mãn, cho đến khi chi tiết cuối cùng trong những ước muốn và kế hoạch của Cha. Con đừng quá u buồn về điều này. Cha còn là tảng đá vấp phạm cho một số linh hồn. Nhật ký 1532. Chúa Giêsu than thở với tôi rằng người phải đau đớn vì sự thất trung của các linh hồn ưu tuyển. Trái tim Cha còn chịu thương tích đớn đau hơn nữa vì sự ngờ vực của họ sau khi sa ngã. Có lẽ Cha không đớn đau đến thế nếu như họ chưa từng được cảm nghiệm lòng nhân lành của trái tim Cha. Nhật ký 1533. Tôi đã thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đang đè nặng trên đất nước Ba Lan. Và giờ đây, tôi thấy nếu Thiên Chúa có đến với đất nước chúng tôi với những hình phạt thanh tẩy kinh khủng nhất, thì đó vẫn là tình thương vô biên. Bởi vì với những xúc phạm nặng nề như thế, đáng lý người đã trừng phạt chúng tôi bằng hình phạt hủy diệt vĩnh viễn. Tôi thất kinh sợ hãi khi Chúa vén bức màn một chút cho tôi trông thấy. Giờ đây, tôi thấy rõ ràng các linh hồn ưu tuyển đang giữ cho thế giới được tồn tại để làm trọn phép công thẳng. Nhật ký 1534. Tôi nhìn thấy những nỗ lực của một linh mục kia trong khi cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Ngài tương tự như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Ôi, nếu như Ngài biết được lời cầu nguyện ấy đẹp lòng Chúa dường nào. Nhật ký 1535. Lạy Chúa Giêsu, con đang khóa mình trong trái tim rất nhân hiền của Chúa, như một pháo đài kiên vững bất khả xâm phạm trước những hỏa tiễn của địch thù.